Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, vì vậy các đơn vị địa phương phải siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, không được lơ là chủ quan. Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh tại giao ban trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua ngày 26 tháng 11 để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh lưu ý diễn biến dịch hiện vẫn rất phức tạp, nhất là số ca cộng đồng những ngày qua liên tục tăng và tổng số ca mắc ngày 26 tháng 11 đã gần đến mốc 3 con số. Thực tế, đã có tâm lý chủ quan lơ là và điều này phải chấn chỉnh ngay. Các đơn vị địa phương phải siết chặt lại các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường xử lý vi phạm, nhất là tuân thủ quy định 5K. Chủ quân, đề nghị các ông chí ra soát và quán triệt lại cái tinh thần này trong cán bộ công chức viên chức và người lao động và nhân dân trên địa bàn của mình về các công tác phòng chống dịch là không được lơ là chủ quan mà phải mà 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 phải quyết liệt từng xã phường phải yêu cầu các tổ dân phố đến từng gia đình để mà tuyên truyền những gia đình nào mà có bệnh này những người già yếu thì công tác bảo vệ phòng chống dịch phải được đề cao hơn nữa. chứ còn nếu không thì thì nó tấn công vào những cái đối tượng này thì có vấn đề cứu chữa điều trị rất khó khăn chủ tịch ủy ban nhân thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm chủng lưu ý rà sót để không bỏ sót trường hợp người dân chưa được tiêm chủng, nhất là đối tượng bệnh này, người từ địa phương khác về, người trong khu phong tỏa. Đề nghị các địa phương phát huy vai trò tổ COVID-19 cộng đồng, giám sát chặt chẽ các trường hợp F1 cách ly tại nhà. Phải giám sát chặt chẽ các anh F1 này. Anh cách ly tại nhà thì anh phải ở nhà. Chứ còn anh cách ly tại nhà mà coi như mình mình có cái tay là cách ly tại nhà nhưng mà anh có đi chợ được, rồi anh cũng đi làm được là không được. Dứt khoát. Cho nên các địa phương, đơn vị phải quản lý chặt chẽ các đối tượng này, đồng thời là phải phân biệt rõ là cái F1 và cái F liên quan. Chủ tịch ủy ban dân thành phố lưu ý các địa phương giải quyết dứt điểm khi phát hiện các F1, tổ chức cách ly, giám sát cách ly đúng quy định, đảm bảo công tác phòng chống dịch ở các khu vực có nguy cơ cao, nhất là trường học, tại các chợ. Sở Y tế cần tập trung đảm bảo việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở y tế và trước mắt chưa áp dụng cách ly điều trị F0 tại nhà giao công an thành phố rà soát đánh giá lại hiệu quả các chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố để tính toán phù hợp đảm bảo hiệu quả sở lao động thương binh và xã hội thành phố kịp thời giải quyết các chính sách hỗ trợ cho người dân